Ready? Zom hunt. Everybody make. Man, it's stormy bin. No, he made it. Come on, come on. Tap, tap, jump, jump, bam, bam. Con đường xưa anh đi, giờ đây chẳng còn gì. Một mình anh bước đi, một mình anh bước đi. Muốn... Này, đi kiểu gì đây? Bố lao ăn cặp rồi, làm cái gì mà cứng thế? Xỉu. Xỉu à? Ông là... Không nhận ra anh à? Anh Hải bịp đấy. Úi dồi ôi, thầy Hải. Ê. Thầy sao đấy béo quá. Lâu lắm mới gặp đấy này. Ờ, nhưng mà này, em như thế này tại sao thầy lại nhận được ra nhỉ? Thầy tinh hơn cả con chó ở nhà em. Láo nào. Ông lại vả cho cái lợi hôn vào môi mà răng lại trôi cái cổ họng bây giờ. Dạ thôi thôi thôi. Ừ. Em tin em tin. Ừ. Hôm nay trời nóng, thầy nóng tính quá. Ừ. Chả là như thế này thầy ạ. Sao? Từ lúc em diện cái bộ đồ mới này nhá, con chó nhà em nó khôn như thế, ấy vậy mà không nhận ra. Ừ. Nó về nó cứ sủa nó cắn. Ấy vậy mà gặp thầy một cái thầy nhận ra ngay và luôn. Nhưng mà tại sao thầy lại nhận được ra em nhỉ? Ôi trời, cái giọng hát xúc phạm người nghe của cậu, cậu vừa cất mõm lên hát cái ai mà chả biết. Vâng, cảm ơn thầy đã sỉ nhục em. Tôi không sỉ nhục. Mà tôi khen cậu đấy. Thầy ạ, đời hành hạ em nhục nó quen rồi. Ừ. Bây giờ nhục thêm tí nữa có sao đâu mà. Mà hôm nay thầy đi xem bói về hay đi đâu mà lại hoành tráng thế này ạ? Ừ. Em còn nghe nói thầy bán thêm cả quan tài ạ. Một công đôi việc, nhưng mà tôi nghỉ bán lâu rồi. Cậu có thấy không, cả cái làng mình nhá, mấy chục hàng bán quan tài. Úi dồi ôi, thế mà người chết ấy, thì càng ngày càng hiếm. Làm gì có ai mua. Hàng bán thì ế ẩm lắm. Nhà tôi á, tồn lại 50 cái. Úi dồi ôi sếp, mối mọt rồi nó ẩm mốc, chả biết làm gì cả. Thế là thôi, mang về đây tặng cho họ hàng người quen mỗi nhà một cái dùng dần đấy. Thế bây giờ thầy có làm gì thêm hay là chỉ đi xem bói thôi ạ? À, bây giờ mình làm việc trí óc. Úi dồi, đau đầu hại não lắm. Nhưng mà sáng cấy chiều gặt luôn. Úi dồi ôi. Cái gì mà lao động trí óc mà sáng cấy chiều gặt ngay được hả thầy? Bóng mới nhanh giàu được, chứ bói không ăn thua. Từ bóng mà ra cả đấy. Úi dồi ôi. 12 số 9 mùa chú mụ phồn đấy. Còn đây nữa. Kính nhìn mặt trời mà không chói lóa. Toàn hàng tiền triệu của anh đấy. Vàng thật hả thầy? To hơn xích chó như thằng Di Khuét ấy. Này chả thật. Cắn thử xem. Úi giời ơi, công nhận rắn thật ấy, như chả, thép ấy. Chả rắn, chó còn gãy răng nữa là răng cậu. Thảo nào, thầy không đi xem bói mà thầy giàu quá trời luôn. Chứ còn gì nữa. Chả bù cho em tí nào cả. Em đi làm bục mặt ra, ấy vậy mà chả thấy tiền đâu cả. Thế là thế nào hả thầy? Tất cả là do bóng mà ra đấy. Bóng mới giàu nhanh được. Thế nhá. Chứ đạp xích lô thì còn lâu. Úi giời ơi, thầy khôn như giận ấy thế. Thầy ơi. Ừ. Thầy cho em theo với có được không ạ? Cậu có máu liều không? Gì chứ, máu liều ấy thì em không thiếu. Chỉ hơi yếu yếu một chút thôi. Thầy ơi, thầy cho em theo với thầy nhá. Ừ. Nhá. Có muốn làm giàu không? Dạ có. Có máu liều không? Có. Ok, vui vẻ nhận lời. Thầy ơi, vậy là thầy cho em theo nhá. Thầy để em chạy về nhà, em thay bộ đồ. Mùi hôi quá. Tôi cũng ngửi thấy. Thầy đợi em nhá. Ê, từ từ thầy đợi em. Tôi đi theo, cứ đi đi. Ê, xa xa. Nào, chải tóc cho cụ nhá. Cụ, về cụ ngồi xuống. Ngay ngắn.
ngay ngắn để con lại cụ. Rồi, ok. Con lại cụ, bây giờ nhá, cụ chỉ cho con biết là đội nào thắng. Con hứa với cụ là ngày mai con sẽ mua cho cụ một khúc xương to tổ bố luôn nhá. Mày bị dở hơi à? Anh hiểu à? Sao lại có con chó này là cụ thế? Ừ, anh đừng có hỗn với cụ nhá. Đây là cụ đấy, anh hiểu chưa? Cụ á? Ừ, con này mà là cụ á? Đây là chó thần. Hôm trước chả hiểu sao lạc trôi về đây. Thế là em chữa trị cho cụ. Ừ, mà em nói cho anh biết nhá, cụ là rất am hiểu về bóng đá. Chỉ trận nào là thắng trận đấy. Chính vì thế mà bọn em mới phất lên tiền bạc sủng sỉnh vàng đeo đầy người này. Kinh thế cơ? Ừ. Này, nó nói đúng đấy. Lạy cụ tóc đi, cụ có khi cụ tha thứ cho. Cụ ngồi xuống ngay ngắn nào. Lạy con này ạ. Dạ thế nhưng mà em cứ thấy nó nhục nhục thế nào ấy. Lạy nó, hóa ra là bọn mình toàn là chó cả. Em nói cho bác biết, nhục nhiều nó cũng thành quen thôi. Mà em hỏi bác nhá, thế bây giờ bác chọn nhục hay là bác chọn không có tiền? Anh chọn nhục. Đúng. Đàn ông là phải biết nhục. Đàn ông mà không biết nhục không phải đàn ông. Dạ. Đấy, lạy cụ đi. À, cụ ngồi ngay ngắn nào. Ngồi ngay ngắn xuống đi. Rồi, cụ đứng ngay ngắn. Tao nhá. Vừa rồi nói không phải với cụ. Ồ, tao xin lỗi cụ nhá. Ui. Là. Sao lại tao? Cụ thì phải là con chứ. Xưng tao với cụ nhé, cụ vật cho không bao giờ cụ cho ăn bóng đá đâu. Lại đi. Dạ vâng ạ. Cụ, dạ. cụ. Con lạy cụ. Đúng rồi. À. Đợt này ấy, con quyết về đội của cụ. Ừ. Cụ ơi, cụ chỉ cho con hôm nay đội nào thắng. Dạ, để con tỏa sáng cụ nhá. Ừ, thế nó mới đúng. Còn mấy tiếng nữa thôi, chú khoét ra đòn đi. Ê, cụ ơi, cụ giúp con nhá. Ngày hôm nay là Barca và Real. Rồi, lạy cụ. Cụ ơi, cụ giúp con nhá, cụ chọn cửa nào đấy ạ? Cụ chọn cửa nào? Barca thắng. Barca đấy. Đánh bao nhiêu? Barca. Dạ. Cảm ơn cụ nhá. Lạy cụ. Dạ. Cho con theo 50 ạ. Cái gì? 50.000. Này. 50.000 thì lẻ lượn đi nhá. Cụ cho Barca rồi thì phải đánh nhiều vào. Về cầm sổ đỏ ra mụ phồn mà đặt. Đây sẽ là ăn một khoản lớn đấy. Dạ. Nhưng thưa thầy, em thấy cái đội Real ấy, nó có cái thằng Ronaldo này, cái thằng Pepe này, hai thằng nó khỏe như châu băm ấy. Dạ em sợ là... Này, anh không phải sợ. Riêng đội Barca nhá, rất là mạnh luôn. Có thằng Si Nhọn với cả là thằng Su Thỏ. Mà thằng nào mà kèm thằng Su Thỏ nhá, nó cắn phát chết luôn, anh cứ yên tâm. Theo tin tình báo cho thấy, thằng Ronaldo hôm qua tỉnh dậy lúc 3 giờ đêm, bắn một bi thuốc lào say bí tỉ bây giờ vẫn chưa dậy. Còn thằng Pepe nhé, hôm qua đi mổ lợn cho hàng cháo lòng, úi trời ơi, đến 2 giờ đêm. Hai siêu sao đấy mà không có mặt thì Real thắng làm sao được. Chuẩn luôn đấy thầy ạ. Barca là nhất ý. Dạ thế ạ. Ừ. Úi trời. Dạ thế thì thưa thầy là để em về em gom tiền. Dạ phen này em quyết theo thầy. Thầy nào? Thầy. Dạ thầy chó. Đây là cụ. À dạ. Em nhầm à? Dạ, cụ chó. Cụ đứng ngay nào. Xếp hàng vào đây. Xếp hàng vào đây. Nào. 1, 2, 3. Vô. Được. Lạy cụ. 1, 2, 3. Lạy cụ. Đây thằng nào đá đấy? Đây mỡ bẩn đâu vậy? Đây. Bắt vào được đấy. Đấy. Em đã bảo. Tôi chết rồi. Ông ơi. Không sao, yên tâm. Quả này mỡ bẩn thôi, bình thường. Cái này. Benzema, that's a chance. Benzema, đây này, nhìn thế này.
Ấy hay quá, con này nhìn thôi. Hay đau rồi. Ở kia, tấn công cái này. Hả? Chết được. Ôi giời, ơi. Mày quá. Mày quá, bắt chim thú là chết rồi đấy. This is Jordi Alba. Now. Lionel Messi. Ôi, thế mà đẩy được. Chú đi. Chú đi. Chú đi. Tries to find the gap. Rocket team. Này, này, chưa bao giờ thấy à, kiếm tiền nó sẽ tung thuốc thế nào. Thẻ đỏ Real ra sân, hay quá. Thế thì chắc chắn thắng rồi. Người người làm sao mà ăn được anh? Ôi trời ơi, cái gì đấy? Đang thắng tự nhiên anh uống nước, cứ bỏ nước xuống nó đen. Jordi Alba, Lionel Messi. Nào, cảm ơn cụ chó nhé. 1, 2, 3. Cảm ơn cụ chó. Vạn chó, vạn chó, vạn chó. Cụ chó bác sao rồi anh em ý thế nào? Ý kiến gì nữa, tất tay luôn. Hôm trước cụ cho mình ăn rồi, hôm nay nhá, mình cứ đánh hết. Thế nhưng mà này, anh ấy là còn mỗi cái xác nhà với cái xích lô chạy bằng động cơ chân thôi đấy. Ôi giời, đấy chơi thì phải máu. Hả? Chú nói là chú liều mà. Liều thế à? Đánh, đánh to thì mới ăn to. Chỉ đánh chứ lại. Gọi điện cho Buffon đi. Ok. À, gọi đi. Alo chị Phone à? Cho em đi bà xã nữa. À không, bà xã nè. Cái tiền hôm trước bọn em thắng ấy, cứ để đấy luôn. Hôm nào bọn em đánh hết. Nhân đôi. À mà không, cho bọn em gấp đôi đi. Gấp đôi luôn. Để đấy mai bọn em sang lấy một thẻ. Ok đi, nhất đi đi nha. Rồi. Ok đấy này. Được quả này, em sẽ sang bên nhà cầu hôn cái con Maria Sharapova chân dài lắm. Còn thầy, thầy sẽ xây một biệt thự cao nhất xóm hóm. Thầy sẽ tạc tượng cụ chó ngồi trên nóc, nhìn xuống thế gian. Ơi, thắng quả này nhá, em đưa con thú vịt nhà em ấy sang nghỉ mát ở bên Dubai cho nó oách. Bên đấy nhá, ui dồi ôi, ăn bánh vàng này, đi xe sang này, ngồi. Giọt nước mắt cất lên một tiếng sâu cùng, mẹ con đã về. Yêu thoải mái. Úi giời ơi. Úi giời, không biết gì. Thằng nào đạp bố bố mày đây. Bố mày đây. Ủa, chị Phôn cử bố mày đến để hỏi thăm chung mày. Thế là đá rồi hả các anh? Các anh đến đưa tiền bọn em à? Thế cho em xin. Xin cái gì? Juve thắng. Bọn mày thua. Bố mày đến để lấy nốt tiền. Sao lại thua được? Anh bình tĩnh, cứ từ từ giải quyết. Cụ chó đã báo rồi, không bao giờ thua được luôn. Rồi, cụ chó cái con khỉ.
Thế cụ là cụ. Cụ chó là cụ chó, khỉ là khỉ anh ấy. Bây giờ còn cụ chó cái gì nữa hả? Chỉ vì nó thôi nhá mà tao mất cái nhà rồi đấy. Vợ tao ở quê nó lên nó mà biết nó xé xác tao. Xin mời lên phường. Tiền đâu luôn ra đây. Ôi trời, anh dạ vâng, em làm gì rồi? Nhanh đi. Lòng bại giác, anh đã bị bắt về tội đánh bạc có tổ chức. Đề nghị anh theo tôi về đồn để giải quyết. Ai cũng theo tôi về đồn làm bàn tưởng trình. Anh ơi, thế có bắt luôn con kia không ạ? Sao lại bắt cụ? Cụ là cụ chó. Đề nghị các anh đứng lên luôn. Thôi đi. Chó với chiếc cái gì? Đi. Đặt cái giấc mơ sang ngà. Cưới con Sara bố bà của em. Ôi giời ơi, Tú Vịt ơi là Tú Vịt. Thế là tan cái giấc mộng Dubai của em rồi thầy ạ. Bài cái gì? Nhà 6 tầng của thầy còn chưa xong nữa. Ôi Tú ơi, anh có lỗi với em, Tú Vịt ơi. Nói nhanh, chó vua. Thư giãn nào. Khuê, khuê, khuê. Hóng đấy à? Vào đây Peter. Vào đây, vào đây. Cậu làm cái trò gì đấy? Tắm nắng chứ còn gì nữa. Cởi quần áo ra. Vào đây Peter. Tắm nắng á? Cậu dở hơi à? Tắm nắng thì phải ra biển chứ tắm gì ở đây. Này, thế vợ con cậu đâu mà nhà vắng hoe này? Giải tán về quê hết rồi. Sao lại thế? Đợt này được nghỉ dài ngày thế, sao cậu không tranh thủ đưa cả nhà ra biển mà chơi? Tớ chả dại gì mà ra biển vào cái lúc này cả. Vợ con tớ thì cho về quê để hưởng không khí trong lành. Còn tớ ở nhà tận hưởng cái không gian bình yên quý giá này. Wow, cậu thông minh thật đấy. Chứ cái nhìn sao? Cái cảnh bà con ta giành giật nhau từng cm để có chỗ đứng ở bãi biển mà thấy xót xa thật. Thì thế, đấy gọi là hành xác. Chứ nói gì là đi nghỉ mát. Đến lội còn chả xong, huống hồ là gì là bơi. Còn tớ nhá, ở đây một mình một không gian, chả cần chen chúc, tranh giành với ai cả. Này, cái bể này của tớ vầy á, còn sướng chán vạn cái vũng nước đen kịt thì toàn người với người chen chúc nhau đông như kiến. Này, đấy. Cô vào đây, vào đây. Ui ôi, sướng lắm, trời ơi, sung sướng lắm cô ạ. Ui giời, ơi, bơi này, bơi, lặn. Này, xuống đây với tớ đi. Vào đây. Vào đây với tớ, dễ chịu, thoải mái lắm. Còn cậu cứ kệ tớ đi, cậu cứ tận hưởng đi nhá. Vào đây với tớ. Thế rồi chốc nữa tớ làm món ghẹ hấp bia cho mà ăn. Đồ ăn á, tớ chất đầy tủ lạnh rồi, không thiếu một thứ gì đâu nhá. Công nhận là cậu tính toán đâu ra đấy đấy. Chuyện ta dài, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người đến chốn lao sao. Này cậu ơi, tớ cứ tự hỏi rằng là đến bao giờ thì người dân mới thực sự có một cuộc sống có chất lượng cậu nhỉ? Nó tự tử kìa con kia. Ôi trời ơi, mẹ ơi. Em chết đi. Nó tự tử thì mặc kệ nó. Mà mẹ đã dựng từng dạy con cái câu gì nhỉ? Ui, mẹ bảo là anh em như thủ túc và phu phụ như y phu. Đúng rồi. Bố mẹ là quan trọng, chứ còn vợ thì nó như cái áo ấy, thích thì mặc, không thích thì thay. Không được con ơi. Mặc kệ. Em chết đi này, em chết đi. Này, tôi nói cho cô Thú Vịt biết nhá. Có một bữa ăn của mẹ tôi thôi mà cô không lo được nhá. Cô buộc gạch vào cổ rồi thì cô nhảy luôn đi, cho nó khuất mắt mẹ tôi nhá. Some, everybody making donuts.